Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em sẽ có một cái video mới cho ngày hôm nay, ngày thứ bảy 22 tháng 7, anh chị ha. Gửi đến anh chị chú bác mình một số cái sản phẩm hàng đẹp mới về. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này. Số điện thoại của em thì có để dưới góc phải màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mới nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nha. Đầu tiên thì em đang có một cái cốp ở trên bàn. Cốp này thì không có dây đâu, mình chỉ xách tay thôi ha, cầm tay như vậy nè. Mình mặc áo dài hay là mình mặc đồ đi tiệc đó rất là đẹp luôn. Đặc biệt là trên nền vải này á, thì người ta có làm những cái mà màu ánh nhũ vàng á, độ mới khoảng 85% nhưng mà còn rất là lấp lánh đẹp anh chị ha. Thì mình đi tiệc đêm thì nó cực kỳ là bắt mắt luôn, đẹp lắm. Và mình cầm tay như vậy thôi, không có dây đeo. Mẫu này nó cũng gọn và nó cũng không có bị già, tuổi nào mình xài nó cũng hợp hết luôn. Size ngang là được 20 nè, cao lên là được 13 nha anh chị nha. Rồi có miệng mở cốp ra như vậy. Đấy, bên trong thì là lót vải. Đó, cái này thì độ mới khoảng 85% nhưng mà còn rất là đẹp ha, không có quá nhiều cái điểm trừ đâu, chỉ có cái lần đó cũng không có phải là mới ken thôi. Và em khuyến mãi cái này đầu video với giá là 100.000, mình chốt giùm em mã là V119 nha anh chị nha. V119, V là cái chữ ví anh chị, V119 ha, giá là 100.000 cho cái túi này. Hôm nay và ngày mai thì nó là mã V. Hôm nay thứ bảy, ngày mai chủ nhật thì em sẽ gom đơn anh chị nha, tới sáng thứ hai mới đi đơn anh chị ha. Ngay cuối tuần thì em sẽ không có đi đơn liền trong ngày mà phải gom lại đầu tuần sau. Cho nên là khi mà anh chị đặt hàng vào thứ bảy chủ nhật á, thì đến thứ hai mới gửi hàng thì nó sẽ chậm hơn bình thường 1-2 ngày. Mình thông cảm và đợi nhận hàng giùm em. Em có một cái clutch cầm tay của Longchamp, hàng hiệu rất là VIP luôn, và riêng cái túi này còn cực kỳ mới luôn. Mẫu này nó nhỏ gọn thôi, nam nữ đều xài được ha. Và trên nền cái da thật nha anh chị, thì người ta sẽ làm những cái logo Longchamp như này. Rất là hiếm khi mà mình gặp cái Longchamp mà da thật mà nó mới được như vậy lắm anh chị. Độ mới này nó cỡ khoảng được 89-90% luôn. Góc cạnh thì thấy không có thấy sờn luôn, không có túi vải nha. Có cái phần cái chỗ cái khóa kéo này thì người ta có sơn màu đen lên đó, thì nó một hai cái vết nó bị trầy cái sơn thôi do sử dụng rồi đó. Còn lại góc cạnh thì còn đẹp dữ lắm luôn. Và cái dáng nó gọn. Trên cái khoen khóa này là cái Longchamp, cái logo này rất là đặc trưng ha. Thương hiệu này là của Pháp. Và hiệu Longchamp này để mà tìm được những cái bản mà da bò như vậy á, thì đa số là mình phải đi săn hàng si thôi. Còn nếu mình mua hàng mới thì thường là nó sẽ là những cái túi dù mà xếp gọn đó anh chị. Cái túi đó thì nó thông dụng hơn. Size là 23.5 nè, nhân với lại 16 và nhân với lại là 7 cm. Đó, mẫu này rất là đẹp luôn. Form cực kỳ gọn. Đó, khóa kéo. Có hai ngăn, một cái ngăn trước là một cái ngăn nhỏ như vậy ha. Bên trong là lót lót vải nè. Ở trong đây thì có cái tag Longchamp. Đó, là cái tag hiệu thì người ta giấu ở trong một cái ngăn kéo như vậy nha. Longchamp này được made in răng, sản xuất tại Pháp luôn nè. Đó, cái này là cái miếng tép da luôn và cái tag của cái hiệu luôn. Rồi, ở trong đây nữa, cái ngăn chính của nó là cái ngăn này thì là sẽ là lót da. Ngăn chính này là lót da nè, còn cái ngăn nhỏ này lót vải anh chị nha. Cái này rất là mới đẹp, không có gì để mình chê hết trơn. Rồi, cái này em bán cho mình với giá là 580. Hiệu xịn lắm nha anh chị, 580.000. Mình chốt giùm em mã là V126. Giá là 580 cho cái túi Longchamp này, V126. Quá xinh. Mình có thể chụp màn hình hoặc là mình ghi giùm em cái mã số mà em đọc ha. Và lưu ý là mình xem giùm em cái ngày nha anh chị nha. Cái nếu mà mình xem video hơi cũ rồi thì thường là nó không có còn. Rồi tiếp theo thì em có một cái siêu phẩm ví mới về nè. Ví này nam nữ đều xài được và mình mua tặng là Vivu ha. Và dĩ nhiên siêu phẩm thì giá nó sẽ cao chứ nó không có rẻ đâu, nhưng mà giá phù hợp với cái món đồ mà anh chị nhận lại. Đây là một cái ví nha, ví đà điểu đẹp lắm và còn cả hộp luôn, còn tag, còn sổ đều tùm lum hết nha, còn cả cái tag nữa này. Rồi có cái tag chứng nhận da đà điểu nữa. Túi này thì mình tặng là rất là hợp rồi. Đó, có cái chứng nhận đó là da đà điểu thật nè, Otric Leader đây anh chị ha. Đây, chứng nhận da đà điểu, và khi mình cầm thực tế thì nó cũng là da đà điểu nè. Mẫu này thì nam xài cũng được, nữ xài cũng được, mình mua tặng nhau rất là đẹp luôn nha. Ví cầm tay thôi, nhưng mà điều cái ví này mình đựng cái điện thoại vô đây nó cũng vừa nữa anh chị, tại vì nó cũng khá là rộng chứ nó không phải là dạng ví lép nhỏ ha, nó bự. Mất tiêu cái nét rồi đây. Đó, da đà điểu xịn sò. Size ngang là được 19 nè anh chị, cao lên đó là được 10 ha. Độ dày của nó sẽ được là 2 cm. Rồi khóa kéo giữa nè, khóa này mướt rượt luôn nha. Bên trong thì là lót da. Cái này là lót, cái này lót da thật đó anh chị nha, không phải phun sơn. Anh chị yên tâm mà mua cái này ha. Đó, lót da không phải lót phun sơn đâu, mình yên tâm mua. Rồi
không có hiệu đâu, chỉ có chứng nhận da đà điểu thật ngoài đây thôi, và mình cầm thì mình cũng biết cái này là da đà điểu thôi chứ không có thương hiệu nha anh chị. Rất là mới, mới dường như là 98-99%, giống như chưa có qua sử dụng. Rồi, ví này còn cả hộp, cả sổ, cả thẻ, đồ đầy đủ hết luôn. Rồi, mình chốt giùm em cái mã của nó sẽ là V125, giá của nó sẽ là 1450. V125, 1450 cho cái ví này. Ví này mình mua tặng thì rất là VIP rồi, hoặc là anh chị cô chú nào mà mình thích xài hàng siêu phẩm á, thì mình lấy cái này ha. Đó, lâu lâu trong hàng về thì nó sẽ có một số cái siêu phẩm như vậy. Nhưng mà sắp tới thì em sẽ về nhiều những cái siêu phẩm hàng độc lạ cũng như là hàng hiệu xịn cho anh chị ha. Hàng sale thì vẫn có nhưng mà sẽ ưu tiên về hàng siêu phẩm độc lạ. Em có một cái túi này là da tổng hợp. Cái nhìn y chang như là da mộc khắc luôn, nhưng mà nó là da tổng hợp nhưng mà nó cực kỳ đẹp. Mình xài cũng không thua kém gì da mộc khắc đâu. Da mộc khắc thì nó bền hơn cái này vài điểm anh chị. Dĩ nhiên là da thật thì nó bền hơn da tổng hợp, nhưng mà cái tổng hợp này nó cũng cực kỳ cao cấp luôn. Và người ta làm tỉ mỉ vô cùng, chứ không phải là hàng dởm, hàng xài một hai lần mình nó hư đâu anh chị nha. Người ta làm rất là tỉ mỉ trên đây luôn. Đó. Rồi mở cái cớp ra thì bên trong là lót vải màu xanh. Rồi, cái này rất là mới, mới là trên 90%. Dán cớp xách tay dành cho các chị các cô nha. Size ngang là được 27 cái đáy nè, cái miệng là 26, cao lên là được 20 và độ dày của nó là 8.5. Rất là mới anh chị nha. Cái này giá của nó là 400.000. Mình chốt giùm em mã là V127, giá là 400 cho cái túi cớp này. Rất là xịn, rất là đẹp, 400. Rồi, tiếp theo. Em có một cái túi da tổng hợp nhỏ xíu luôn. Túi da tổng hợp này dạng như cho các cô mình đi chợ cũng đẹp nè, bằng da tổng hợp nha. Chứ không phải da thật đâu mà nhìn y chang da thật ha. Dán ở xách tay nhỏ gọn, cái form nó mini, dán xách thôi. Size ngang là được khoảng 24, cao lên là được 16, nút hết miệng. Bên trong là lót vải anh chị ha, có một ngăn khóa kéo nữa. Rồi, đeo vai ngắn ngắn nhỏ nhỏ cũng được luôn. Cái này cũng rất là xinh, độ mới trên 85%. Mã là V109, giá là 100.000. V109, 100.000 cho cái túi này. Rồi, tiếp tục. Một cái túi vải rất là xinh luôn nè. Dạng này hàng thủ công nha anh chị nha. Đây, cái này là hàng thủ công luôn. Đẹp lắm, quay trúc. Nhìn cái là biết Nhật Bản liền, họ tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ như vậy nha. Xinh lắm. Cái túi này chắc không có ai có cái thứ hai đâu anh chị. Quá chừng đẹp luôn nè. Đó, cái phần dưới này là vải và người ta kiểu như người ta may thủ công từ những cái miếng vải khác nhau, người ta ghép ghép lại với nhau. Nhưng mà cái chủ đạo của nó sẽ là cực kỳ là vintage luôn ha. Chị nào cô nào mà thích cái phong cách này thì mình thấy cái này mình thấy thích liền. Quay là quay trúc thật nha, chứ không phải là nhựa đâu nha anh chị, nó là trúc thật á. Rồi, size ngang miệng là được 35 nè, cao lên là được 25, độ mới khoảng cỡ 85-87% thôi. Cái này thậm chí mình có thể lộn ngược lại, mình xài cái mặt này cũng được nữa nè anh chị, để em thử coi. Đây, cái mặt này nó cũng rất là đẹp, người ta may cũng đẹp lắm. Đó. Có qua sử dụng rồi ha, và cũng là dạng hàng thủ công, chứ không phải là hàng xưởng gì đâu. Một cô nào đó người ta ngồi người ta làm thủ công ha, đẹp quá, xinh lắm. Rồi có cái nút chỗ này thôi chứ nó không có nút hết miệng gì hết nha, không có khóa kéo miệng luôn. Mình có về mình xài, mình gắn thêm vô. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 180. Mình chốt giùm em mã là V124, giá là 180.000 cho cái túi này. V124 nha anh chị nha. 180. V124. Rồi tiếp theo. Em có một cái ba lô của Đinh Hiu của nữ nha anh chị. Alo Đinh Hiu nữ màu đỏ. Nhưng mà điều cái này hơi tiếc là nó không có mới can ha. Đó. Mấy cái mẫu này mới thì đâu lo, em thấy các chị hàng si cũng có bán một hai cái mới, nhưng mà điều cái này về tới tay em nó không có được mới. Đó, cái form nó xinh lắm, bằng da bò, hàng hiệu của Đinh Hiu, mà của nữ như vậy thì nó cũng hiếm gặp. Mà tiếc cái là cái này nó có độ sờn nhiều trên da. Cái này các anh mình có thể biết cơ xử lý màu rồi đó, thì mình về mình xử lý thêm. Đó, còn em thì em giao là nó y như vậy ha, nó sẽ bị xước xát rất là nhiều trên này. Vì những cái vết xước trên da đó, sờn trên da đó, cho nên là em báo độ mới nó khoảng cỡ 75-77% thôi. Không có rách lỗi gì đâu, hàng hiệu xịn của Đinh Hiu, nhưng mà không mới ken ha, dạng ba lô của nữ nha. Size miệng là được 20 nè, bụng này là được khoảng 34, cao lên là khoảng 33-34 anh chị nha. Có cái tag Đinh Hiu vàng ống ngay đây. Dạng ba lô, ba lô này thì không có vừa A4 đâu, mình đựng quần áo khoảng 2 bộ, 3 bộ là dữ lắm nha. Rồi mình có cái dây để mình rút miệng đây.
rồi mở ra thì nó như vậy. Đó, rút miệng nha anh chị ha. Rồi bên trong này có tác đinh hiu nè, lót là lót vải nhập hiệu đinh hiu hết luôn. Đinh hiu và được made in Italy, có mã code đồ này kia đàng hoàng ha. Bên trong đây cái độ kéo này nó bị mất cái miếng da. Đó. Nói chung là cái chị này cũng xài hơi nhiều cái túi này rồi, chứ không có mới ken. Và dù là đinh hiu nhưng em cũng bán như một cái da bò bình thường thôi, tại vì nó không có được mới lắm ha. Rồi em bán cho mình với giá là 500 ngàn. Mình chốt giùm em mã là V123 giá 500. V123 giá 500 ngàn cho cái ba lô đinh hiu. Hy vọng là có anh chú nào mà mình có làm nghề da, hoặc là mình có biết xử lý màu đó, hoặc là mình có biết chỗ để mình gửi cho người ta xử lý lại cái màu đó, thì cái này giá trị nó cũng còn rất là cao. Tại vì da nó còn xịn lắm, chỉ có cái là nó không được mới thôi. Rồi tiếp theo em có một cái túi này là da tổng hợp. Da tổng hợp nha anh chị nha. Cái này đây, dán đeo chéo hoặc là xách tay. Da tổng hợp chứ không phải da thật anh chị ha. Da tổng hợp cao cấp, cái màu của nó là màu vàng đậm, rất là đậm như vậy. Xách tay hoặc là mình đeo, có dây đeo theo kèm theo. Size ngang là được 31 nè, cao lên là được 20. Cái này độ mới còn cao, trên 88-89%. Có khóa kéo miệng, bên trong có nhiều ngăn nhỏ. Rồi, cái này đi làm cũng được, hoặc là các chị mình đừng có gắn cái dây này vô, mình chỉ xách như vậy thôi, cũng rất là đẹp nha. Logo rồi đây, đẹp lắm, túi này cực kỳ xinh luôn. Và em bán cho mình với giá là 280 ngàn. Mình chốt giùm em mã là V122, giá là 208 cho cái túi này, V122. Rồi, tiếp theo một cái túi da tổng hợp tiếp tục nè. Cái này thì nó nhũ. Ồ, cái này đẹp nha, nhìn rất là trẻ nè. Đó, nó ánh nhũ như vậy anh chị nha, xinh lắm, cái này cực kỳ mới luôn á. Mới hơn cái kia. Dạ, nó trẻ hơn. Size là 24 nè, cái miệng là được 30, cao lên là được 20. Cái quai sách này rất là hiện đại luôn nè. Rồi dây thì mình muốn xài thì gắn vô, không xài thì mình bỏ ra mình xách tay thôi, nó cũng đẹp. Bên trong thì là lót vải ha, có ngăn khóa kéo và có hai ngăn nhỏ bên đây nữa. Cái này rất là mới, góc cạnh còn đẹp lắm, giống như chưa sử dụng đó anh chị. Cái này em bán cho mình với giá là 300 ngàn. Chốt giùm em mã là V121 giá 300. V121 300 ngàn cho cái túi này. Tiếp theo em có một cái túi vải du lịch. Đấy, mấy hàng này hàng mới về, em mới khui không á anh chị. Túi vải du lịch to nè, này dành cho các chị ha. Đó, cái hình ảnh đều rất là đẹp luôn, hoặc là mình cho em gái, cháu gái gì của mình cũng được. Cái này mình đựng khoảng 5 bộ đồ. Nó bằng vải cho nên nó rất là gọn nhẹ. Size ngang là được 43 nè, cao lên là được khoảng 34 anh chị nha. Có khóa kéo miệng đây. Độ mới cao lắm, cái này mình về mình giặt sơn cái là ok, nhưng mà nó cũng còn rất là mới chứ cũng không có bị dơ, bị dính gì nhiều đâu. Đó. Cái này là em không có độn phơm á anh chị ha, nó vậy. Rồi, họa tiết rất là xinh luôn đó anh chị, đẹp quá. Rồi, cái này thì to và mình chốt giùm em cái mã của nó là V108, giá là 300 ngàn. Cái này đẹp quá, không có hiệu nha, không có hiệu nhưng mà còn mới đẹp và nó xinh xắn vô cùng luôn á. V108 giá 300. Rồi, tiếp theo em có một cái túi này là của thương hiệu K-Spay New York. K-Spay này nó nhỏ gọn nha, bằng da tổng hợp. Cái này da tổng hợp và cái chất da này thì mình cũng thường hay gặp ở cái thương hiệu này. Em lưu ý là cái túi K-Spay này nó không có mới ken. Đó. Cũng xinh lắm nhưng mà không có mới anh chị, độ mới khoảng cỡ 80% thôi. Đây, có qua sử dụng rồi ha, cái chữ K-Spay này nó cũng có hơi mờ rồi. Còn cái phần chỗ này thì miếng nhựa đó chứ không phải kim loại đâu. Giờ nó cũng còn sáng. Rồi mấy cái chỗ này nó có hơi hơi một vài cái vết răng răng nhẹ. Thương hiệu này của Mỹ anh chị. Hiệu của Mỹ đàng hoàng ha, nhưng mà cái này thì nó không có mới. Rồi. Màu đỏ như hình. Size ngang đáy là được 24 nè, ngang miệng là 21, cao lên là được 16. Lưu ý là nó không có được mới ken anh chị nha. Em bán cho mình với giá là 120. Mình chốt giùm em mã là V107 giá 120 ngàn cho cái túi này. V107 giá 120. Những cái đơn hàng mà hôm qua anh chị mua những cái hàng em khuyến mãi em sale up á, thì em đã đi hết rồi, đi đơn hết rồi anh chị ha. Anh chị chờ nhận hàng giúp em. Và hàng khuyến mãi, những cái sản phẩm hàng khuyến mãi đó thì em còn 1-2 video gì nữa thôi là em hết. Em tranh thủ sẽ giới thiệu vào 1-2 video của tuần sau nữa là em hết hàng khuyến mãi.
rồi là bắt đầu qua những cái hàng siêu phẩm mới về liên tục nha anh chị nha. Em có một cái túi này của Binky Diani, túi này là vải phối với lại da, xinh lắm. Mẫu này dành cho các chị mình đi làm công sở cũng đẹp lắm nè, từng cái nút nhỏ thôi người ta cũng nhập hiệu cho mình anh chị ha. Size này là được 37 nè, cao lên đó là được 26, nút hết miệng nha, cái này có nút hết miệng. Rồi bên trong thì là lót vải sạch đẹp như vậy, có một cái ngăn khóa kéo nhỏ ha. Bài Binky Diani lót vải và lót da, tuy nhiên cái này nó không có nút hết miệng thôi, à nó không có khóa kéo miệng, độ mới khoảng 85%. Hàng có qua sử dụng nhưng mà còn rất là đẹp, hàng hiệu Binky Diani. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 350, chốt giùm em mã là V106, giá là 350 ngàn. V106. Tiếp theo em có một cái túi da bò, cái này hàng có hiệu nha, hàng hiệu là Manet Home gì nè, túi này xinh lắm. Cái này không phải da bò mà nó là da heo á anh chị, da heo rừng á, tại vì cái lỗ chân lông của nó là có ba cái nó chụm lại. Em để vậy thì nhiều khi anh chị không có thấy rõ ha, tại vì nó màu đen hơi khó thấy, nhưng mà cái này người ta gọi là da heo rừng, nó cũng rất là dày luôn, là da thật anh chị nha. Form này là form công sở hoặc là mình đi tiệc rồi kia mình xách cũng được, nó không có quá to, nó cũng dạng vừa xài thôi, không có nhỏ nha. Độ mới cao lắm, độ mới này phải trên 87-88%. Size ngang đáy là được 28 nè, ngang miệng là được 24, rồi cao lên là được 24 luôn, độ dày đáy là được 10 cm, góc cạnh thì có sờn rất là ít như vậy. Đấy cái hiệu người ta dập ngay đây, dán thì xách tay thôi. Phơm hến đó, phơm con hến con sọ đó. Rồi có khóa kéo miệng nha. Đấy, khóa kéo miệng. Lót là lót vải, không có thêm cái tác hiệu nào bên trong ha, cái hiệu nó chỉ dập trên cái da như vậy thôi, khóa là khóa IKK luôn, hàng rất là xịn nha và độ mới cũng cao nữa. Cái này em bán cho mình với giá là 550, chốt giúp em mã là V105, giá là 550 ngàn. V105 giá 550 anh chị ha. Cái này rất là mới đẹp, đi làm là mình xách tay hoặc là mình đeo vai ngắn, mà đều em thấy cái này xách tay là đẹp nhất. Rồi tiếp theo một cái túi này là dạng đeo thắt lưng nè, chị nào mình xài cỡ size ML là mình xài được mẫu này, nhưng mà điều cái túi đeo thắt lưng này thì nó to cho nên là mình đựng được điện thoại mình bỏ vô được, ví tiền dài bỏ vô được luôn ha. Thường là mấy cái túi đeo thắt lưng nó nhỏ mình đeo trang trí thôi hoặc là mình đựng ít ít linh tinh thôi, còn điều cái này nó to mình đựng được nhiều đồ. Size ngang là được 22 nè, cao lên là được 12. Rồi nút hết miệng, bên trong là lót da luôn và lót vải, có tag made in China. Đó. Rồi. Nó có một ngăn khóa kéo chỗ này và một ngăn này không có khóa kéo nha. Cái này thì nó sẽ gắn vô như vậy. Đó. Cái này thì các chị mình có size ML. Đó. Bụng mình có size ML mình xài được ha. Nhưng mà điều cái dây này nè, mình tăng đưa mình tùy chỉnh thôi, mình muốn mình cái vòng bụng mình cỡ nào mình xài cỡ đó thôi, nó cũng rất là tiện. Rồi cái này thì em khuyến mãi cho mình với giá là 500 ngàn. Cái này hôm trước là em bán hình như là 600-700 gì đó, 500 ngàn. Cái này hàng đợt trước anh chị ha, V104 giá 500, nhưng mà đẹp lắm, mới lắm, V104 giá 500. Rồi tiếp tục anh chị nào cần một cái túi để đựng laptop thì em có cái túi này, nó bằng nhựa nha, nhưng mà rất là xịn nè. Đây, xách vậy thôi, xách một cái laptop một. Đó, bằng nhựa, bên ngoài là bằng nhựa, hàng có hiệu nha. Hiệu gì đó? Hiệu em trang gì nè. Đẹp lắm nha, rất là mới luôn và tiện gọn lắm. Cái size máy tính này cũng to á. Bề ngang là được 40 nè, cao lên đó là được 29 anh chị. Mình xách như vậy ha. Rồi form nó cứng ngắc ha. Cái từng khoen khóa này người ta dập cái hiệu đó luôn á. Rồi mở khóa như vậy. Bên trong là cả thế giới trong đây nè. Đó, có đệm luôn anh chị ha. Rồi, mình đựng cái laptop của mình vô đây là quá vừa luôn. Hoặc là anh chị mình đựng giấy tờ, tài liệu gì trong đây nó cũng tiện lắm. Rồi, cái này em bán cho mình với giá là 400. Chốt giùm em mã là V103, giá 400. Tiếp tục thì em có một cái chiếc túi vải này xếp gọn nha. Cái này mình có thể xách tay được nè, hoặc là mình có thể là xài như cái ba lô được. Cái này đi du lịch cần thiết lắm nè anh chị. Đó. Có khóa kéo đựng A4 cũng vừa, hoặc là khi mà mình đựng quần áo thì nó cũng được nhiều nè, được 2-3 bộ luôn á, trẻ trung mình mua cho em cháu mình cũng được, nó xài sách như vậy nè cũng được, hoặc là mình có cái dây để đeo ba lô.
Mẫu này thì dạng hàng thông dụng, hàng chức năng á, nhiều chức năng á. Mà mới lắm, chưa có qua sử dụng, size là 40 nhân với lại 30. Anh bán cho mình với giá là 200 ngàn. Bằng vải nha anh chị nha, và hàng xịn á. Mã của nó là V118, giá 200 cho túi này. V118. Tiếp theo, cái vali này em siêu khuyến mãi cho anh chị hôm nay luôn cho nó gọn chỗ nè, nó hơi to ha. Cái này thì có cái bên trong nó hơi, cái này em giới thiệu cũng 2-3 lần rồi em nói nhanh thôi. Đó, bên trong có ngăn nhỏ mình muốn đựng gì đựng nè. Ngoài ra thì cái phần lót vải bên trong thì nó có hơi thâm thâm thâm. Nhưng mà khi mà mình xài á, mình đựng đồ á, thì nó không có dính ra đồ mình đâu. Đây nó hơi thâm 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 như vậy nè. Rồi còn lại thì mình đựng được quần áo cũng rất là nhiều nha anh chị nha. Đựng khá là nhiều đồ. Khoảng 4-5 bộ là vô tư á. Bên ngoài nó còn đẹp lắm, bên ngoài độ mới còn cao, vải sọc phối với lại da tổng hợp. Kích thước sẽ được bề ngang nó là 38 nè, cao lên nó là được 45, độ dày sẽ được 10. Rồi cái này em khuyến mãi cho mình với giá là 400 ngàn luôn, 400. Mã là V111, giá này giá khuyến mãi nha chị. Cái này cái này trước mình giới thiệu 2-3 lần gì rồi. V111. Rồi tiếp tục. Một cái túi này thì là dập vân cá sấu. Cái này da tổng hợp anh chị ơi, da tổng hợp dập vân cá sấu. Chứ không phải là da thật luôn nữa. Để cái form nó như vậy nha, đeo vai sắp tay giùm em ha. Dập vân cá sấu gù luôn. Size ngang là được 28 nè, cao lên là được 22. Cái này thì tổng thể nó cũng khá là ổn, nhưng mà một số chỗ nè, chỗ này nó có sần sần nè, chỗ này nó có bị tróc 2-3 chỗ chút xíu nha. Cái này thì mình xài một thời gian nữa thì mình thay cái khác giùm em, kiểu mình xài thời trang giùm em á. Còn tổng thể nó còn rất là đẹp chứ không phải là cũ xì nha. Lỗi này là do lỗi ở cái chất liệu thôi chứ không phải là do nó cũ mà nó bị vậy ha. Nhưng mà mình nói lỗi thôi chứ hiện tại mình vẫn xài là vô tư. Về độ bền thì nó không bền như da bò thôi. Rồi bên trong này thì là lót vải, có nhiều ngăn, có cái nút này nó tràn qua đây. Đó, cái này cũng nhìn khá là thời trang anh chị ha. Rồi em bán cho mình với giá là 200 ngàn. Chốt thì lên mã là V117, giá 200 cho cái túi này. V117, 200 ngàn. Và tiếp theo, một cái sản phẩm da đà điểu màu nâu. Da đà điểu này form sắp tay dành cho các chị các cô nha. Form dáng đẹp lắm, xinh xuất sắc. Da đà điểu màu nâu ha, không phải màu đen, nhưng mà nó không có bị đậm màu chỗ nào hết anh chị. Thường mấy cái màu sáng sáng như vậy mình hơi sợ là nó có bị da dầu nó đậm á, nhưng mà riêng cái này thì không có. Và cái thiết kế nó cũng rất là đẹp nha. Độ mới cái này trên 98% luôn, dường như chưa qua sử dụng, giống như hàng trưng bày vậy đó. Rồi cái quai này là quai da bò. Rồi có nút thích miệng nè, lộn, có khóa kéo miệng nè. Rồi bên trong là lót nhung, có nhiều ngăn. Cái túi này đẹp lắm, không có gì để chê đâu. Chỉ là mình có thích cái màu này, thích cái dáng này không thôi, chứ nó không có cũ, không có xấu. Túi này rất là mới. Rồi size ngang là được 30, cao lên là được 16 và độ dày nó là 15. Cái này giá của nó là 1650, mình giá thì em mãi là V101, giá là 1650 cho cái túi này. V101 anh chị ha. Túi đà điểu dạo này thì giá nó cực kỳ tốt anh chị. Mình thích đà điểu thì mình tăng đợt này nha. Lâu lâu có những cái đợt hàng nó về giá tốt thì mình bán luôn giá tốt cho mình thôi. Nhưng mà thật ra là cái giá trị của túi đà điểu nó cao hơn nhiều so với mức giá này anh chị. Mình đang mua giống như mua mới rồi, nó rất là mới luôn, giống như chưa ai xài luôn, nhưng mà mình lại mua với giá hàng si ha. Thường thường là da đà điểu nó giá vài chục triệu, mười mấy 20 triệu là bình thường nếu mà mình đi mua ở những cái lớn hay những cái store lớn anh chị nha. Rồi em có một túi này là da dập vân đà điểu phong cớp màu đen. Size ngang đáy là được 24 nè, cao lên là được 20, độ dày của nó là 9 cm. Sắp tay như vậy nên độ mới rất là còn rất là đẹp ha, góc cạnh sờn rất là ít luôn. Các cô mình xách mẫu này là quá đẹp. Bên trong thì còn một cái túi nhỏ để mình đựng tiền xu hoặc là đựng đồ phong thủy nha. Rồi đẹp lắm, bên trong là lót vải. Cái này em bán cho mình với giá là 400 ngàn. Chốt giùm em mã là V110, giá 400. V110 giá 400 ngàn cho cái túi này. Rồi tiếp theo, tiếp theo là một cái túi
Túi da độc lạ, cái này hôm nay em khuyến mãi cho anh chị luôn nè. Túi da cá mập thì em còn hai cái đó anh chị, cái kia thì nó nằm đâu bên dưới rồi. Lát nữa tới đó thì đây em sẽ khuyến mãi tiếp ha. Túi này là da cá mập xanh rêu cực kỳ xịn luôn. Cái màu xanh rêu anh chị nha, độ mới khoảng 85%. Trên cái nền màu này mình nhìn thấy có một số chỗ nó lon lon đen đen là do đặc trưng của cái da này, người ta thuộc nu bút và nó dễ bị dính dơ, dễ bị ma sát và nó có xuống màu đen giống như là da lộn vậy đó. Nó cũng kiểu dễ tổn thương như vậy đó anh chị ha. Nhưng mà riêng cái này thì về foam dáng, về khoen khóa độ mới thì nó rất là đẹp, da là da cá mập. Rồi, màu xanh rêu này cũng ít gặp lắm. Size ngang miệng là được 27 nè, ngang đáy là được 24, cao lên là 21, độ dày của nó là 8 cm, khoen khóa là còn sáng anh chị ha. Bên trong á là còn cả sợi dây và có chứng nhận GRA là cái hiệp hội chứng nhận da của Nhật. Đó, sợi dây này còn sáng trưng à, vàng ống luôn. Và mình có thể ứng dụng cho nhiều cái túi khác nữa. Bên trong là lót nhung. Đó, bên trong lót nhung. Cái này thì em đang bán với giá là 1750 và siêu khuyến mãi cho anh chị cái này với giá là 1 triệu 500 ngàn. Cho giùm em mã là V39 nha anh chị. V39 giá 1 triệu 500 cho cái túi này. Đây, cận cảnh cái phần màu da cho anh chị xem ha. Các cô mình sưu tầm da độc lạ thì chắc là mình đã biết cái loại da này, cái loại da cá mập mà người ta thuộc kiểu như vậy ha. Và thường màu xanh rêu này mình cũng không có thường gặp đâu anh chị, mình hay gặp màu xanh dương kia thôi. Còn cá mập mà thông dụng nhất là nó cái màu đen á. Còn mấy cái màu xanh này thì cũng ít gặp lắm. Rồi, một cái túi này. Túi này là da tổng hợp nhưng mà nó xinh nè. Đó, cái màu phối cũng đẹp lắm nha, nên mày đều da tổng hợp độ mới cao. Form dễ thương quá chừng luôn. Size ngang là được 30 nè, cao lên là được 28 29, có khóa kéo miệng. Trời ơi, cái khóa kéo IKK mà nó nhỏ xíu à. Dễ thương quá. Form nó bo bo tròn tròn. Bên trong là mặt sau của cái da này anh chị nha. Cái này thì không có lỗi lầm gì hết, chỉ có đó là nó da tổng hợp thôi, nhưng mà nó đẹp. Form dáng cực kỳ gọn luôn. Đó. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 300 ngàn. Chốt giùm em mã là V11. Giá là 300. V11 cho cái túi này 300 ngàn. V11 giùm em anh chị ha. Rồi tiếp theo. Cái clutch cầm tay của Đinh Hiu. Đấy, mẫu này em đang khuyến mãi chỉ có 500 ngàn thôi anh chị ơi. Xịn lắm. Đinh Hiu có khóa chìa nhưng mà còn chìa khóa luôn, nhưng mà cái bộ khóa thì nó có bị oxy hóa, bị trầy nhiều ha, và phần da trên này nó cũng có trầy trầy sần sần. Đó, mẫu này thì các anh nam xài rất là đẹp, hàng hiệu Đinh Hiu. Size ngang là được 27 nè, cao lên là được 18. Rồi bên trong là lót vải dập hiệu, lót vải sọc và made in Italy anh chị nha. Túi này hàng xịn đó anh chị, nhưng mà nó không được mới thôi. Rồi, và giá 500 ngàn là giá rất là rẻ cho cái thương hiệu này rồi. Chốt giùm em mã là V26, giá là 500 cho cái Đinh Hiu này. V26 giùm em ha. Đẹp lắm. Rồi, tiếp tục. Em có một cái chiếc túi Nina Ricci. Túi Nina Ricci này em nhớ không lầm là em có một cái clutch nữa để em giới thiệu một lượt luôn. Anh chị nào mình thích mình lấy một lượt về em xài. Đây đây nó đây. Đây, một cái clutch với một cái túi công sở nha, và cực kỳ mới, hàng hiệu VIP dữ lắm luôn. Hiệu Nina Ricci. Đầu tiên là cái túi công sở trước. Đấy, túi này dành cho các chị nè, mình đựng laptop hay đựng giấy A4 vừa ha, dạng foam công sở. Phía bên dưới này á là cái chất liệu giống như canvas vậy đó anh chị, và dập hiệu nha, và nó xước xước nhìn nó sang cực kỳ luôn, khoen khóa là sáng trưng. Còn cái quai này là da bò đó, mấy viền đều là da bò, độ mới cực kỳ cao luôn anh chị, thấy góc cạnh nó chưa có bị sờn luôn, mà độ mới này là phải trên 92 95%, rất là mới nha anh chị, hàng cực kỳ mới luôn á. Size ngang là được 39 nè, cao lên là được 30. Cái này thì giấy A4 là vô tư, laptop thì cỡ này thì anh chị mua cái này đựng laptop ha. Rồi, từng cái nút nhỏ này người ta dập Nina Ricci hết luôn nè, có khóa kéo miệng luôn. Đây, và cái khóa này nó cũng dập Nina Ricci là vàng ống luôn. Túi này quá xịn rồi. Đây. Này do lúc nãy em độn cái foam nó bị sát lên. Rồi, ở bên trong là lót da tổng hợp. Có tag Nina Ricci, made in Italy đây. Đó, lấy ra luôn đi cho nó dễ nhìn. Đây, đẹp lắm nha anh chị ơi. Túi này quá xịn này, cái viền chỗ này nó cũng là da bò miếng luôn đó anh chị. Rồi
Đó, cái này là cái túi công sở, mà cái mẫu này là của nữ anh chị ha. Mình chốt giùm em mã là V28, giá của nó sẽ là 950 ngàn. V28 giá 950 nha anh chị. Cái này là hàng hiệu VIP ha. V28. Rồi, nếu mà anh chị đã mua cái này mà mình thích cái clutch luôn để mình xài cho nó nguyên một hiệu á thì mình lấy cái này. Cái clutch này thì còn cả túi vải nè. Chất liệu nó cũng y chang luôn anh chị. Đó. Đây. Nhưng mà điều cái này hình như nó màu xanh hơn cái kia ta. Để coi coi. Ừ, đúng rồi. Cái này nó thiên về đen, cái này nó có khoảng 90% đen, có 10% màu xanh ha, nhưng mà chất liệu thì nó y bon. Rồi, nó cũng 90 da giống giống với nhau á. Cái này nó có một cái lằn dính màu từ một cái túi khác màu đỏ nó dính qua nè. Cái này em nghĩ chắc là em lao không có ra đâu. Nó sẽ có dính này ha, trừ điểm chỗ này. Rồi còn độ mới thì rất là cao. Clutch cầm tay mẫu này thì nam nữ đều xài được, dường như là chưa có qua sử dụng đâu, nhưng mà do kiểu vận chuyển để đây để đó thì nó sẽ vết này vết kia thôi. Đó, đẹp lắm nha, trời sang cực kỳ, hàng hiệu của Italy. Size ngang á, là được 26 nè, cao lên là được 19, độ dày của nó là 7 cm. Rồi có khóa kéo nè, và nó cũng như cái kia, nó từng cái nút là người ta dập hiệu luôn. Bên trong lót là da tổng hợp made in Italy. Bên đây có một ngăn nữa, lót da tổng hợp hết nha, không có bị lót phun sơn, anh chị yên tâm. À, do có cái điểm trừ chỗ này chút xíu, do có điểm trừ đó, có một cái lằn đỏ đỏ gì không biết anh chị có thấy kỹ không, đây cái lằn này. Rồi cho nên là em sẽ bán cái này nó sẽ rẻ hơn cái kia một chút thôi, chứ cái giá trị của cái túi này cũng cực kỳ cao anh chị ha. Rồi em bán cho mình với giá là 880 ngàn. Chốt giùm em mã là V46, giá là 880 cho túi này. Mình sang hàng hiệu thì mình lấy mấy cái này ha, còn mình mua chỉ muốn mua xài thôi thì sẽ có những cái sản phẩm giá rẻ khác. Rồi tiếp theo là em có một cái túi này dành cho nam nè, mà cũng hơi trẻ nha. Đây, bằng vải phối với lại da, nhưng mà nó to lắm á, nó không có bị nhỏ xíu, đựng được cực kỳ nhiều đồ luôn. Đây, cái phần da như thế này á, thì nó sẽ hơi hơi bị, cái này da thật á anh chị, nó hơi bị dơ dơ ha, cho người ta để cái đáy á. Còn phần vải bên trên này còn rất là đẹp, độ mới tổng thể em báo nó khoảng cỡ 88-89%. Form này của nam. Rồi, size ngang á, là được 40 nè, cao lên là được 29. Cái góc này có hơi sờn nhẹ nhưng mà tổng thể cái túi nó rất là xịn, nặng tay là tại vì cái phần này là da thật nè anh chị. Rồi khoen khóa nó bự nữa cho nên nó nặng tay ha. Đó, đựng nguyên thế giới trong đây luôn. Trong là lót da tổng hợp. Đây nè, bên đây nó nhiều ngăn dữ lắm luôn. Đựng nhiều dữ lắm, mình có thể mua cho em cháu mình cũng được, hoặc là các anh nào mình hay di chuyển nhiều mà mình thích cái phong cách này á, đựng một cái túi đựng cả thế giới á, thì mình lấy cái này. Có dây đeo nè, dây zin theo túi luôn. Rồi, cái này đẹp quá. Em bán cho mình với giá là 500 ngàn, mã là V100. Giá là 500 cho cái túi này. V100 giùm em anh chị nha. Giá 500. V100. Tiếp theo. Một cái túi vải. Túi vải giống như là vải đóng lỗ gì đó. Đấy. Xinh quá mà, rất là mới anh chị, độ mới cực kỳ cao luôn, cái màu như vậy. Có hơi lon lon rằn ri ha. Size ngang á, là được 27 nè. Cao lên á, là được 20, độ dày là được 11. Mẫu này thì mình có thể xách như vậy hoặc là gắn dây vô mình đeo nha. Cái này nó có hai sợi dây. Một cái dây này để đeo chéo nữa nè. Và một cái dây này để xách, mà dây này thì mình tháo rời ra mình gắn vô rất là tiện ha. Dạng dạng móc. Rồi bên trong là lót vải luôn. Đó, có nhiều ngăn. Cái này đẹp lắm anh chị. Các chị mình là hơi cá tính chút, mình xài cái này và rất là mới. Giá là 500 ngàn, mã là V115. Giá là 500. V115, giá 500 ngàn cho cái túi này. Đó, xinh lắm nha. Mới nữa. Rồi, tiếp theo. À, tiếp theo là cái túi này. Túi này là da đà điểu. Giá sale chỉ có 1 triệu thôi, cực kỳ mới, mình mua tặng là Vivu. Bằng da đà điểu màu đen. Size ngang đáy là được 32 nè, cao lên là được 14, độ dày của nó là 11 cm. Da đà điểu hàng hiệu của Nhật ha, lót là lót vải nhung cho nên là mình xài là vô tư. Và đây là cái giá em khuyến mãi thôi, chứ cái này giá trị nó cao hơn nhiều anh chị nha. Giá 1 triệu cho cái túi điểu này. Chốt giùm em cái mã là V116, giá 1 triệu tròn cho cái túi đà điểu. Giá này là siêu khuyến mãi.
chứ không có đà điểu nào mà mới lên ken giá 1 triệu đâu anh chị ơi. Rồi tiếp theo, em còn một cái chiếc túi bờm ngựa này, độ mới cũng còn cao lắm nè. Bờm ngựa form sách cũng sang nè anh chị. Phần này là bờm ngựa nè, phối với viền này là da bò. Size ngang á là được 29 nè, ngang miệng là được 26, cao lên là 20, độ dày là 9 cm. Dây sách màu đen bằng da luôn anh chị nha. Độ mới rất là cao, mấy này dính bụi sơ sơ thôi. Và khi gửi cho anh chị thì nó sẽ sạch đẹp anh chị nha. Rồi bên trong á thì có cái miệng cớp nè, lót là lót da. Lót này là lót phun sơn anh chị ơi. Lót phun sơn nhưng mà hiện trạng thì nó cũng còn rất là mới, không có bị dính, không có bị rít gì hết nha, nó còn khô ráo dữ lắm luôn, hàng hiệu của Nhật đó. Có nhiều ngăn nhỏ nhỏ như vậy cho mình ở bên ngoài nữa nè, đó có hai ngăn như vậy, có bên trong thì có cái ngăn đựng nhỏ nhỏ cái cớp nữa. Rồi ngoài ra thì cũng không có khóa kéo gì hết, nó chỉ là có cái cớp như vậy thôi. Rồi cái này em khuyến mãi cho mình với giá là 1 triệu tròn luôn, 1 triệu. Có giùm em mã là V41. Bờm ngựa anh chị nha, bờm ngựa tức nghĩa là về giá trị phong thủy nó cao lắm. Bờm ngựa thì nó là thuận bờm xuôi gió nè, hoặc là mã đáo thành công gì đó, V41 anh chị ha. Còn không thì mình không có tin mấy đó thì mình mua như là một chiếc túi độc lạ để mình xài thôi. Bờm ngựa lần sau là cái phần cái bờm của con ngựa thật đó, người ta tết lại cái chỗ này nè. Chứ này không phải dây cước đâu nha, nó là bờm ngựa. Rồi tiếp theo, em có một cái túi cườm, cái cườm này sale cho anh chị luôn. Túi hạt cườm nè, xách tay dành cho các cô, độ mới khoảng cỡ 85%. Size ngang là sẽ được 21, cao lên là được 15, khoảng 85-87% anh chị nha. Bên trong là lót vải màu tím. Cái này khuyến mãi cho mình với giá là 250, 250. Chốt giùm em mã là V38 nha, giá là 250 ngàn cho cái túi này. V38 giá 250. Rồi rất là đẹp nha, đẹp lắm, không có mất hạt cườm nào đó anh chị. Tiếp theo là em sẽ có cái đây đây, cái túi da cá mập. Cái này là hàng hiệu nạng tiên cá luôn, cái hiệu này là Nisiko gì đó của Nhật đó. Cái nạng tiên cá nè, cái da cá mập này nó cũng là da cá mập xanh xanh rêu á, và nó có bị xuống màu anh chị, cái tông của nó xuống hết mấy tông lần đó, cho nên là cái này mình mua xài trải nghiệm thử da cá mập coi nó như nào, hoặc là mình chỉ mua để sử dụng thôi ha. Mình yêu cầu siêu phẩm thì cái này nó không phải siêu phẩm, tại vì nó chỉ là da độc lạ nhưng mà nó không có được mới, hàng hiệu luôn nhưng mà không mới nha. Đó cận cảnh này ở ngoài nó y chang như vậy, cái màu nó sẽ có lon lon đậm đậm vài chỗ như vậy đó anh chị nha, dán xách tay thôi. Size ngang là được 33 nè, cao lên là được 23, độ dày của nó là 12 cm, khóa kéo thì kéo từ đây qua đây luôn. Rồi bên trong là lót da tổng hợp dập cái cô gái nàng tiên cá đó luôn á đó. Và cái hiệu thằng nàng tiên cá này là luôn luôn người ta lót như vậy. Rồi cái này thì em sẽ siêu khuyến mãi cho anh chị luôn, khuyến mãi đậm sâu luôn ha. Cái này em khuyến mãi cho mình với giá là 500 ngàn, mã là V918, giá 500. V98 nha anh chị, giá 500 ngàn là bán bằng cái giá hàng da bò, hàng si luôn á. Đó, 500. Lưu ý là cái này nó không có mới nha anh chị nha, mới thì mình lấy cái khác nha. Rồi, em sẽ kết thúc video này ở đây anh chị nha. Hẹn cả nhà vào những cái video tiếp theo, em sẽ giới thiệu thêm nhiều hàng mới nữa. Hàng mới về rất là nhiều luôn. Và lưu ý là thứ bảy và chủ nhật thì em sẽ không có gửi hàng liền, em sẽ gom đơn lại vào thứ hai mới đi đơn anh chị ha. Cho nên là anh chị ở xa, tại vì em gửi hàng từ Cần Thơ lận, mình ở xa thì cả tuần mình mới nhận được, nó sẽ chậm hơn bình thường 1-2 ngày anh chị nha. Anh chị thông cảm và chờ nhận hàng giúp em. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và quên, nhờ anh chị mình sẽ nhấn like và nhấn share cái video, cũng như là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ shop, cũng như là để mình nhận được thông báo khi mà em có video mới anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn cả nhà vào những cái video tiếp theo. Bye bye.